chào các bạn nhỏ. Hôm nay là khi được trời chuẩn, chúng mình lại có mặt ở một khu chơi mới. Và hôm nay thì mình sẽ chơi một trò chơi là trò chơi xếp hình. Và gồm rất là nhiều mô hình mà các bạn đi chơi của mình nhá. Ok, các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa nhỉ? Ok, đi nào, đi nào. Và hôm nay các bạn hãy cùng tham gia với thi đội trưởng chuẩn để xem có những bất ngờ đấy nhá. À, các bạn nhỏ chọn đi và nói với các bạn nhỏ kia xem có biết không, mình có một căn nhà này thì chúng ta phải làm cái mái ra đây. Mình sẽ làm nhận nhiệm vụ làm cái mái. Bạn hãy xem mình làm nhé. Mình đang đi tìm một số thứ để có thể lắp ghép vào để kết hợp và đẹp hơn với các bạn nhỏ ở đây đấy nhá. Các bạn hãy ghé sang bên kia để xem bạn Đạt làm những gì nhá. À đây là mô hình của bạn Đạt à. Bây giờ là chú với bạn Đạt sẽ mang sang bên này để cùng kết hợp với bạn Huyền để thành một mô hình nhá. Ok nào, đi nào. Ok, Huyền, đang chuyển chậm chậm. Tôi là bạn Hinh, bạn Hinh. Ok, chậm chậm nào. Bây giờ mô hình cũng đang hoàn thiện rồi các bạn ạ. Bây giờ là chúng mình chỉ cần sửa sang lại cái cửa một chút cho đẹp đẹp một chút là sẽ thành mô hình hoàn hảo. Okay. Các bạn hãy cùng xem video chuẩn chuẩn để hoàn thiện mô hình này nhá. Nào. Chưa xong các bạn ấy thêm cho chắc chắn đi hôm nay. Chú thấy hơi mỏng mẻ. Penguins begin. Right, flip it. Have you ever seen a penguin dancing here? Cho các bạn nhỏ đây là biết mô hình rồi và tôi cũng đã đến giờ mọi người là phải về rồi nên là chú sẽ chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhá. Ok, bye bye. Bye. Xin cảm ơn video chào. Ok.